Xin thượng ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 10 tháng 12 năm 2023 với đề tài đó là điểm mạnh của hai thế hệ. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng con sẽ đi thờ phượng Chúa với chị hội địa phương của chúng con. Do vậy thì chúng con vẫn học lời của Chúa trong những bài học ngắn mỗi ngày. Xin Chúa Ngài ở cùng và giúp đỡ, hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu được, chúng con vâng theo lời của Chúa, chúng con tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, hôm nay thì phần kinh thánh của chúng ta thì chỉ có ở xin chúng ta xem luôn ở trên bài học. Là bởi vì chỉ có một câu ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 29. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Bây giờ thì chúng ta cùng đọc tiếp luôn cái phần bài học. Mỗi thế hệ, người già hay người trẻ đều có những mặt mạnh. Những người cao tuổi thường có nhiều kinh nghiệm thành công lẫn thất bại, có sự khôn ngoan hoặc được sự khôn ngoan được tích lũy trong cuộc sống qua nhiều năm tháng. Từ tóc bạc không những chỉ về người cao tuổi, nhưng cũng bày tỏ về nếp sống khôn ngoan, công chính của họ khiến cho những người trẻ phải tôn trọng. Như vua Salomon đã viết, tóc bạc làm mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Châm Ngôn đoạn 16 câu 31. Ngược lại, sức mạnh của tuổi trẻ là vinh hiển hay vẻ huy hoàng, niềm tự hào của họ. Với sức mạnh đó, người trẻ tuổi sẽ có nhiều cơ hội thành công trong những kế hoạch của họ. Ngày trước, ông Joseph đã chọn những chiến sĩ trẻ dũng cảm để ra đi chiến đấu với kẻ thù. Vậy Joseph đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh Ahi, người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm. Joseph đoạn 8 câu 3. Hai vế đối nhau trong câu 29 được dùng để nêu bật những điểm mạnh và mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai thế hệ. Người trẻ rất cần kinh nghiệm của người già và người già rất cần sức mạnh của người trẻ. Đời sống công chính khôn ngoan của ông bà cha mẹ luôn đem lại niềm tự hào cho con cháu, và sự thành công của con cháu cũng mang đến niềm vui, niềm vinh hạnh cho ông bà. Vương miện người già ấy là đàn con cháu, còn vinh dự của con cháu ấy là bậc cha ông. Châm Ngôn đoạn 17 câu 6 theo bản dịch hiệu đính. Lời dạy khôn ngoan của vua Salomon cho thấy cả hai độ tuổi, người già và người trẻ, đều ích lợi cho Chúa và luôn có sự phụ thuộc lẫn nhau. Cơ đốc nhân cần nhận biết vai trò và trách nhiệm của mình trong mỗi lứa tuổi. Người lớn tuổi cần làm gương cho người trẻ qua nếp sống yêu thương, thanh sạch. Hơn thế nữa, người già cần phải dạy dỗ, chia sẻ những kinh nghiệm về ân sủng Chúa ban và những bài học về đức tin cùng với thành bại trong cuộc sống cho thế hệ trẻ. Ngược lại, người trẻ cũng cần phát huy sức mạnh của tuổi thanh xuân, năng nổ trong học tập, công việc và hết lòng phục vụ. Người trẻ cần khiêm nhu học hỏi, tham khảo sự hướng dẫn từ thế hệ những người đi trước, phải bày tỏ sự tôn trọng, kính nể ông bà, cha mẹ trong gia đình và những người già trong hội thánh. Sự đồng công của hai thế hệ đem đến tình yêu thương, hạnh phúc trong gia đình, sự gây dựng phát triển trong hội thánh Chúa và trong cộng đồng. Dạ, câu hỏi là bạn có tôn trọng, chấp nhận và gây dựng những người có độ tuổi khác với bạn không? Dạ, cảm ơn Chúa. Mình sẽ tâm tình chút xíu không, cô Trinh Trang? Cô Trinh Trang có thấy là ngày hôm nay là dễ lắm, mình sẽ nghe cái câu là không có hợp thời nha. Mình nghe câu không có hợp thời. Và bây giờ mình phải xét, nếu như chúng ta là những thanh niên ở trong hội thánh, là nhớ khi mà thầy lại làm thanh niên đó, thì lại cũng làm ban điều hành, thì cũng thấy rằng thường ban điều hành ở trong thanh niên sẽ có cái suy nghĩ là mấy bác cấp sự rồi ông mục sư là lớn tuổi, không có sinh hoạt với cái ban thanh niên của mình. Cái thời mà ông mục sư với mấy bác mà làm thanh niên không giống như cái thời của mình, cho nên không có hiểu. Và đâm ra bắt đầu bàn và cảm thấy rằng mình khó giải thích với mấy bác, với giải thích với ông mục sư lắm. Bởi thời đó mục sư lớn tuổi không à, không có được mục sư trẻ như bây giờ. Còn khi mà sau này mình họp lại được Chúa cho vào trong ban trị sự chấp sự, bắt đầu họp thì lại thấy rằng ở trong ban trị sự chấp sự thì nghĩ rằng thanh niên nồng nổi.
bốc đồng, yêu cầu những cái việc đó là mình không có chấp nhận. Và cảm giác dường như có một cái gì đó nó không có hợp với nhau, bởi vì hai thế hệ khác nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong Chúa chúng ta không có như vậy. Chúng ta có sự quân bình. Cho nên ngày hôm nay mình là người lớn tuổi hay mình là người thanh niên thì mình cũng phải ở trong sự quân bình. Đừng để cái suy nghĩ đầu tiên đó là suy nghĩ về cái việc gọi là hợp thời, không hợp thời, phù hợp với nhau hay là hiểu nhau hay không. Đừng đừng suy nghĩ như vậy. Bởi vì mình có Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là đấng sẽ cảm động lòng của chúng ta và giúp cho chúng ta trong mọi sự. Dù ở tuổi nào, quan trọng hết. Như là ông Phaolô đã khuyên Timôthê đó. Chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Nhưng phải lấy sao? Là nói lớp làm, đức tin, tình yêu thương, tất cả những thứ mà chúng ta được học từ nơi Chúa. Chúng ta hãy bày tỏ điều đó. Dù chúng ta là người lớn tuổi hay người trẻ tuổi. Thì nếu như chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sống đúng với lời của Chúa, bày tỏ tình yêu thương, thì hòa hợp được không? Cô chú anh chị em. Cảm ơn Chúa lại có người bạn đã nói rằng trong Chúa chúng ta không có khác về văn hóa. Tại hồi đó lại nói, hay nói rằng là mình ở văn hóa khác nhau. Người đó nói rằng chúng ta có một văn hóa giống nhau, đó là tin lành. Đó là sự ban cho và giúp đỡ hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta là người trẻ, chúng ta cũng phải đầu phục Chúa. Chúng ta là người già, chúng ta cũng phải đầu phục Chúa. Nhưng mà chúng ta cần nhau của chúng ta. Vậy chúng ta là những chi thể trong thân thể của Chúa. Cần nhau, cần kinh nghiệm của người già, cần kinh nghiệm của người đi trước. Nhưng mà cần người đi trước hay là công việc chung thì cần những người có sức của một bạn trẻ, và đồng thời có cái sự cập nhật về mọi sự, về kiến thức, về cái sự năng động, về sức mới của giới trẻ. Cho nên đừng bao giờ để cho cái tư tưởng mà nó gọi là mâu thuẫn với nhau á. Nha, đây em rất là thích những người cha, người mẹ mà xem con như là bạn, gần gũi với con. Rồi con nó cũng xem cha mẹ như là một người tư vấn, người thân mà nó có sẵn sàng nói chuyện được. Và tất cả chúng ta phải thấy Chúa Giêsu là bạn của chúng ta. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa, Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của cha, như người cha lắng nghe lời cầu nguyện của người con. Rất yêu thương. Và đôi khi Chúa gần gũi với chúng ta như người bạn. Và chúng ta có thể nói với Chúa hết mọi điều, và chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Cho nên mong rằng lời của Chúa sáng nay sẽ dạy cho chúng ta một cái bài học một cách riêng tư nào đó. Mỗi người chúng ta sẽ có một bài học riêng tư, là tin chắc như vậy. Cho nên ai lọt vô hoàn cảnh là người trẻ bị một cái tư tưởng gì đó cản trở, hãy dẹp bỏ tư tưởng đó và nhờ cậy nơi Chúa. Người già cũng vậy, đang có cái tư tưởng xấu về giới trẻ, cũng hãy xin Chúa cất bỏ cái điều đó để mà mình hòa thuận với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Và chúng ta là những chi thể, chúng ta cần nhau, chúng ta đều quan trọng ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ đây chính là cái lời hướng dẫn trong sự cầu nguyện gợi ý. Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì có khi con đã gây ra gãy đổ trong mối liên hệ khác biệt tuổi tác. Xin cho con có tình yêu, sự khôn ngoan và khiêm nhu trong cuộc sống để cùng nhau xây dựng tốt mối liên hệ giữa người già và người trẻ, cùng nhau cộng tác phát triển công việc Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin ta cùng cầu nguyện cách riêng tư với Chúa. Con cảm ơn Chúa, Chúa Trời của chúng con, vì Chúa đã cho chúng con bài học này, vì Chúa đang nhắc nhở chúng con phải đầu phục Chúa, chúng con phải yêu thương nhau và không có để cho một cái định kiến nào về vấn đề tuổi tác, về vấn đề trình độ học thức mà ngăn cách sự hiệp một của chúng con. Xin Chúa ở giữa và giúp chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lợi. Xin Chúa ban ơn ban phước chúng ta trong ngày mới phước hạnh, nhất là ngày Chúa Nhật chúng ta cùng cầu nguyện Chúa. Xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị em. Amen.